Hello mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Hồi trước mình có nói là 44,4 nghìn lượt đăng ký mình sẽ tổ chức mini game cho mọi người tham gia. Nhưng mà sau một thời gian suy nghĩ mình đã quyết định gộp mini game 44,4 nghìn lượt đăng ký và 50 nghìn lượt đăng ký vào chung luôn nha mọi người. Hiện tại kênh mình đang hơn 45 nghìn lượt đăng ký. Còn hơn 4 nghìn lượt đăng ký nữa là kênh mình đạt cột mốc 50 nghìn lượt đăng ký rồi mọi người. Bạn nào chưa đăng ký kênh mình thì cho mình một đăng ký nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Bật mí cho mọi người là mini game 50.000 lượt đăng ký sẽ có tổng giá trị giải thưởng lên tới 200 thỏi vàng. Mấy hôm trước game có ra mùa VIP Pass mới mà mình chưa mua, tại hết tiền rồi phải ăn mì tôm sống qua ngày đó mọi người. U là trời, VIP Pass lần này với chủ đề mùa sứa biển Jelly để mình review cho mọi người xem. VIP Pass bao gồm mũ sứa biển, tóc hai đuôi sóng biển, mặt sứa Jelly, đầm sứa Jelly, giày sứa Jelly, phao sứa mềm dẻo, bong bóng sứa biển và ngoài ra là các đồ nội thất như ô ngoài trời sứa biển, ghế bãi biển sứa biển, quầy bán hàng sứa biển, gấu sứa Jelly, 7.500 tiền sao và 10 kim cương. Mùa VIP Pass này đẹp đó mọi người. Mình mua VIP Pass rồi để mình mở cho mọi người xem. Mình mua qua Zalo Pay với giá 106.150 đồng và được tặng thêm 15 kim cương đó mọi người. Rồi ok để mình mở cho mọi người xem nè. Ok mở mấy món trang phục với phương tiện, bong bóng các kiểu còn đồ nội thất mình cày điểm vương miện mở sau thôi mọi người. Để mình mặc trang phục sứa biển Jelly cho mọi người xem nè. Theo mình thấy thì trang phục sứa biển Jelly này đẹp đó mọi người. Xinh xắn dễ thương quá trời luôn ha mọi người. Trang phục thiết kế với tông màu chủ đạo xanh thiên thanh mang lại cảm giác mát mẻ giữa trời mùa hè oi bức. Nói chung là trang phục VIP Pass mùa này ổn nha mọi người. Bong bóng sứa biển này cầm trên tay đi dạo nha mọi người. Đây là bong bóng VIP đầu tiên trong game luôn đó mọi người. Bóng bay hình sứa siêu to, khổng lồ rất đẹp và có hiệu ứng phát sáng trong đêm nữa nè mọi người. Giờ mình sẽ xuống biển review phương tiện phao sứa mềm dẻo cho mọi người xem. Phao sứa mềm dẻo tốc độ 4, tăng tốc 5, độ gia tốc 1 và có một chỗ. Phao sứa có hình mấy em sứa bên trên dễ thương quá mọi người. Tốc độ 4 thì cũng không nhanh quá mà cũng không chậm quá. Mọi người nghe thử âm thanh khi di chuyển nè. Mọi người thấy mùa VIP Pass lần này như thế nào bình luận cho mình biết nha. 8,29k điểm tiệc trò chơi rồi mọi người. Một điểm nữa là lên 8.300 điểm rồi. Mấy bạn top trên cày ghê quá mọi người toàn 10k điểm hết rồi. Mình phải chăm cày thôi. Giờ mình vô chơi game cuối lên 8.300 điểm cho mọi người xem nè. Let's go!